Anh ở lại với bé Na đi. Có gì em tự xoay sở được mà. Em chống nạn còn không nổi, làm sao mà tự lo. Ở lại đi mà bà. Dù gì ở bệnh cũng chưa tìm được người giúp việc. Hay là hai người cứ ở lại đây đi. Khi nào mà tìm được người thì tính tiếp. Bin à, mẹ nói nghe nè. Con no rồi đúng không? Dạ con. Shh, nó nhỏ thôi. Dạ con chưa no lắm. Mà mẹ ơi, con không nói giống như lúc nãy nữa đâu mẹ. Mẹ, con ghi món này của cô Nhiên rồi. Cô Bin nè, hồi nãy mẹ có hỏi cô Nhiên về công thức rồi. Có gì mẹ dạy mẹ nấu cho con ăn nha. Bây giờ hai mẹ con mình đi về đi, không thôi trễ đó. Ở nhà mẹ có hẹn với mấy thợ tới sửa máy nhà mình á. Sửa cái gì vậy mẹ? Thì sửa máy móc ở nhà đó con. Cô Bin ngoan đúng không? Cô Bin không muốn mẹ trễ giờ hẹn với người ta đúng không? Bây giờ mình về sớm đi. Có gì mẹ kêu bà Đồng qua đón con chơi sau nha. Thì đó mẹ. Thiệt, đi, mình đi con. Mẹ, còn bao lâu của con thì sao mẹ? Thì bữa khác mình kêu bà Đồng lấy cho con nha. Đi. Hai mẹ con định cứ vậy mà về đó hả? Em tính về bằng cách nào? Ai đưa em về? Về bên đó ai chăm sóc cho em? Em đừng có làm mọi chuyện rối lên nữa có được không? Anh không biết sự cố mặt của em á là gây phiền cho mọi người hả? Em không biết cư xử sao mà cũng không biết nói gì nữa. Chỉ là ăn một bữa cơm rồi anh đưa em về có khó lắm không? Tất cả đều là người lớn hết rồi, đều biết chuyện hết rồi. Mình tìm cách giải quyết trong hòa nhã có phải tốt hơn không? Ba về rồi hả? Nè, ba về rồi mà sao mặt bé ra bù xo vậy? Ba đừng có đi nữa nha. Ba đi á, con với mẹ buồn lắm á. Mẹ cứ khóc hoài à. Ba sẽ ở nhà với con mà. Bé Na đừng có buồn nữa nha. Buồn là xấu lắm đó. Vậy á, ba phải ở bên cạnh con nha. Thì con mới không buồn nữa. Ba vẫn luôn ở bên cạnh con mà. Nhưng mà tại vì ba còn một số công chuyện cần phải giải quyết. Chừng nào xong việc á, ba sẽ về liền với con ha. Vậy ba đi nữa hả? Ba phải đưa... Thôi, anh ở nhà với bé Na đi. Em tự đi taxi về được rồi. Được rồi, ba sẽ ở nhà với bé Na ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ bé Na phải đi tắm rửa sạch sẽ, biết không? Dạ. Nè, mẹ mới mua sữa tắm thơm lắm. Con vô tắm đi, sạch sẽ thơm tho thì ba mới thương chứ. Thiệt hả mẹ? Vậy con đi tắm nha, ba chờ con á. Đi mẹ. Ba, ba, ba ở lại với ba. Ba ở lại với ba. Con hứa con học giỏi, con ngoan mà ba. Ba, con không có quậy ba nữa đâu ba. Con sẽ không quậy ba nữa đâu ba. Anh ở lại ba, với bé Na đi. Có gì em tự xoay sở được mà. Em chống nạn còn không nổi, làm sao mà tự lo. Ở lại đi mà ba. Dù gì ở bệnh cũng chưa tìm được người giúp việc. Hay là hai người cứ ở lại đây đi. Khi nào mà tìm được người thì tính tiếp. Bây giờ bé Na nó như vậy, em cũng không biết phải làm sao nữa. Chỉ sợ anh sai lời, bé Na nó lại tủi thân và sẽ không tin ba nó nữa.